Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay chúng ta cùng học môn tiếng Việt lớp 2 chương trình sách cánh diều qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em chúng ta cùng mở sách và bài tập môn tiếng Việt lớp 2 chương trình sách cánh diều. Bài 1. Cuộc sống quanh em. Bài đọc 1. Làm việc thật là vui. Phần đọc hiểu. 1. Mỗi vật, con vật được nói trong bài đọc làm việc gì? Nối đúng. Rồi trước khi làm bài này thì các em sẽ nghe lại bài đọc. Làm việc thật là vui. Quanh ta, mọi vật, mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ tích tắc báo phút báo giờ. Con gà trống gáy vang, ò ó o, báo cho mọi người biết, trời sắp sáng, mau mau thức dậy. Con tu hú kêu tu hú, thế là sắp đến mùa vải chín. Chim bắt sâu, bảo vệ mùa màng. Cành đào nở hoa, cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng. Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc. Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau. Chơi với em đỡ mẹ, bé luôn luôn bận rộn mà lúc nào cũng vui. Theo Tô Hoài. Như vậy dựa vào nội dung bài đọc thì các em sẽ hoàn thành bài tập 1 này như sau. Mỗi vật, con vật được nói trong bài đọc làm việc gì? A. Cái đồng hồ. Cái đồng hồ tích tắc báo phút báo giờ. A. Các em nối với 2. B. Con gà trống. Con gà trống gáy vang ò ó o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy. Như vậy là B, các em nối với 1. C. Chim tu hú. Con tu hú kêu tu hú, thế là sắp đến mùa vải chín. D. Chim sâu. Chim bắt sâu bảo vệ mùa màng. Chim sâu thì bắt sâu bảo vệ mùa màng. E là cành đào. Cành đào nở hoa, cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng. Cành đào thì nở hoa, cho ngày xuân thêm tưng bừng. Rồi như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Tiếp theo là mời các em sang bài tập số 2. Bé bận rộn như thế nào? Gạch dưới từ ngữ cho em biết điều đó. Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc. Bé làm bài. Bé làm bài. Bé đi học. Bé quét nhà. Nhặt rau. Chơi với em đỡ mẹ. Thì đây là những từ ngữ cho em biết là bé bận rộn như mọi người, mọi vật. Bé luôn luôn bận rộn mà lúc nào cũng vui. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Vì sao bé bận rộn mà lúc nào cũng vui? Khoanh tròn chữ cái trước ý em thích. Rồi ở đây các em thích như thế nào thì các em khoanh tròn vào nha. A là vì bé làm việc có ích. B là vì bé yêu những việc mình làm. C là vì bé được làm việc như mọi vật mọi người. Thì ba ý này, các em cho ý nào là em thích nhất thì các em khoanh tròn vào. Ở đây thầy giáo ví dụ, những việc bé làm là bé làm bài, bé đi học,
bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ. Thì đó là những việc đều có ích. Học bài giúp đỡ mẹ. Rồi như vậy là các em có thể chọn là vì bé làm việc có ích. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập. Một, tưởng tượng mỗi từ ngữ dưới đây là một hành khách. Hãy xếp mỗi hành khách vào toa tàu phù hợp. Đoàn tàu này gồm những toa: toa chở người, toa chở vật, toa chở con vật và toa chở thời gian. Ở đây người ta làm mẫu cho các em là toa chở vật. Đồng hồ là vật, như vậy người ta sẽ nối đồng hồ với toa chở vật. Theo mẫu thì chúng ta hoàn thành tiếp phần còn lại. Ở đây các em có thể bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Sau khi làm bài xong, các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không. Rồi cụ thể thì chúng ta cùng hoàn thành bài này như sau. Trước hết em là người, là vật, con vật hay là thời gian? À, em là người. Các em nối với toa chở người. Gà là con vật. Tu hú là con vật. Hoa là vật. Nhà là vật. Ngày là thời gian. Giờ là thời gian. Rau là vật. Trời là vật. Chim là con vật. Sâu là con vật. Quả vải. Ở đây người ta mở ngoặc là quả vải chứ không phải là miếng vải. Quả vải là vật. Phút là thời gian. Mẹ là người. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Viết thêm các từ ngữ ngoài bài đọc chỉ người, vật, con vật và thời gian. Trước hết là các em viết thêm những từ ngữ chỉ người. Ở trong bài đọc có những từ ngữ chỉ người như là em và mẹ. Ngoài những từ ngữ đó ra thì các em sẽ viết thêm những từ ngữ chỉ người như là ông, bà, anh, chị, cô, dì, chú, bác, công nhân, học sinh, giáo viên, kỹ sư. Đó là những từ ngữ chỉ người. Ông, bà, giáo viên, học sinh. Rồi tiếp theo là những từ ngữ chỉ con vật. Ở ngoài bài đọc thì có những con vật như là hổ, báo, gấu, voi, dế, giun, vịt, ngan, vân vân. Những từ ngữ chỉ vật như là tivi, tủ lạnh, quả mít, xe đạp, xe ô tô, xe máy, vân vân. Thời gian thì là thế kỷ này, tháng, năm, thiên niên kỷ, thập kỷ, vân vân. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.